Trong 6 tháng đầu năm thì ngành hàng không thế giới đã chịu thiệt hại 50 tỷ đô la Mỹ do dịch COVID-19. Một số hãng đã phải tuyên bố phá sản. Chính phủ các nước đã phải thực hiện các gói hỗ trợ lên tới 250 tỷ đô la Mỹ cho các hãng hàng không. Và hàng không Việt Nam, mặc dù là thị trường nội địa đã hoạt động trở lại, thế nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ khi mà phải chịu thiệt hại tới hơn 105.000 tỷ đồng. Nếu không có các giải pháp hỗ trợ kịp thời từ chính phủ, thì các hãng hàng không Việt Nam sẽ đi về đâu? Việc giảm lỗ theo Tổng Giám đốc của Vietnam Airlines là nhờ áp dụng các chính sách về giảm chi phí, tổ chức lại lao động, giãn hoãn thanh toán. Tuy nhiên, sức chịu đựng của doanh nghiệp cũng chỉ đến một giới hạn nhất định, bởi dự kiến đến tháng 8, nguy cơ mất tính thanh khoản ngày càng hiện hữu. Để tiếp tục duy trì hoạt động, hãng này đã đề xuất chính phủ hỗ trợ qua hình thức cho vay ưu đãi lãi suất thấp với gói hỗ trợ 12.000 tỷ đồng. Đối với gói 12.000 tỷ bổ sung cho vốn ấy, thông qua vay và tăng vốn của chủ sở hữu ấy, thì để bù đắp cho cái thâm hụt về doanh thu và cái dòng tiền, cho nên ấy, nó hết sức là cấp bách. Trong các năm trước, Vietnam Airlines đều có báo cáo tài chính tăng trưởng mạnh. Chính vì thế, đại diện hãng này cho rằng chỉ cần vượt qua giai đoạn thiếu vốn trước mắt, doanh nghiệp sẽ phục hồi. Các chuyên gia cũng đánh giá, với hãng hàng không quốc gia, cần xử lý tháo gỡ theo cơ chế đặc thù do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không chỉ theo các khung pháp lý quy định sẵn có. Nhà nước có hai vai, cái vai chung và cái vai chủ sở hữu. Thì đến cái vai chủ sở hữu là tôi phải tập trung tôi cứu cái đứa con của mình. Đây là vì nền kinh tế, chứ không phải là vì cái chuyên thiên vị gì cả. Dài hơn, tôi nghĩ rằng cũng nên tiếp tục đầu tư, tăng cái vốn điều lệ. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không đánh giá, việc giảm 30% thuế bảo vệ môi trường trong 5 tháng tới đây, cùng các chính sách giảm thuế phí khác hiện chưa bằng 1% thiệt hại của các hãng hàng không trong nước. 25.000 tỷ là gói vay đề xuất của các hãng hàng không trong nước. Vietjet và Bamboo Airways là hai hãng hàng không còn lại cũng nằm trong gói đề xuất này. Gói đề xuất này có thời hạn 3 năm với lãi suất thấp để bù đắp giải quyết các dòng tiền hoạt động chi thường xuyên của các hãng. Với cái cách hàng không, chúng tôi cũng mong muốn rằng là có một cái sự hỗ trợ đối xử công bằng với tất cả các hàng không, bởi vì là với Bamboo Airways hay với các hãng không khác thì đều là các hãng không của Việt Nam, và với việc hỗ trợ và các cái gói hỗ trợ chính sách về tài chính công bằng thì cũng là một cái sự mà khơi thông cho nền kinh tế của Việt Nam. Nên là chính phủ sớm có một cái gói chung khoảng 25.000 tỷ thì để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp trong ngành hàng không lúc này. Thì chúng ta cũng biết là nó cũng như là tiếp máu cho các doanh nghiệp. Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, với vai trò chủ sở hữu các doanh nghiệp như là Vietnam Airlines, chính phủ có thể hỗ trợ về thanh khoản, tăng vốn chủ sở hữu, cho vay từ nguồn ngân sách, nhà nước thông qua mua cổ phiếu phát hành thêm. Còn đối với các hãng hàng không tư nhân, ngoài việc đề xuất gói vay tín dụng thì việc tiếp tục giảm và kéo dài thời gian giảm thuế bảo vệ môi trường sẽ giúp các hãng hàng không phục hồi nhanh hơn, tạo động lực phát triển.